quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hồ Henie thẳng thừng nhận xét về kỹ năng catwalk của Kim Duyên, điều gì thật sự chưa ổn? Hồ Henie thích thú với thần thái già hội của Kim Duyên nhưng lại không hài lòng về kỹ năng catwalk với trang phục swimsuit. Tập 4 của chuỗi series Road to Miss Universe 2021 với chủ đề Catwalk đánh dấu sự quay trở lại của Hoa hậu Hồ Henie, huấn luyện viên chính thức của Kim Duyên tại hành trình Hoa hậu Hoàng Vũ 2021. Trong đoạn teaser mới nhất, khán giả được dịp chứng kiến những lời khen chê khá chân thành và thẳng thắn của Hoa hậu Hồ Henie dành cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021, Kim Duyên. Mở đầu teaser, ngay khi vừa nhìn thấy Kim Duyên bước ra cùng thần thái tự tin, Hoa hậu Hồ Henie phấn khích đến nổi da gà. Sau khi theo dõi màn giới thiệu và chào sân từ Kim Duyên, cô bày tỏ cảm thấy hạnh phúc khi Duyên giới thiệu đơn giản nhưng vừa đủ. Là người đồng hành từ những ngày đầu tiên, đến khi nghe Kim Duyên hô vang Việt Nam, top 5 Miss Universe 2018 khen ngợi đàn em, rất tuyệt vời và thấy được sự tuyệt vời đó trong ánh mắt và nụ cười của Duyên. Hình ảnh Kim Duyên thể hiện trên sân khấu với nụ cười, ánh mắt cuốn hút cùng kỹ năng catwalk khiến Hoa hậu Hồ Henie nhiều lần nổi da gà và quá hạnh phúc. Điều đó cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Kim Duyên khi trình diễn kỹ năng catwalk. Bằng kinh nghiệm có được tại đấu trường sắc đẹp quốc tế, Hồ Henie nhiệt tình hướng dẫn Kim Duyên phong cách trình diễn, cách biểu đạt cảm xúc. Cô liên tục nhắc nhở Kim Duyên phải chuẩn bị thật kỹ và chỉnh chu khi ở trên sân khấu vì có rất nhiều máy quay và không có phút giây nào Duyên thoát khỏi ống kính. Đặc biệt trong phần catwalk dành cho trang phục swimsuit, Hoa hậu Hồ Henie dành lời nhận xét công tâm và thẳng thắn với Kim Duyên. Hèn có thấy năng lượng của Duyên nhưng về phần trình diễn mình thấy hoàn toàn không ổn. Vậy với kỹ năng catwalk với trang phục biển, Kim Duyên đã mắc phải những lỗi gì mà khiến Hoa hậu Hồ Henie không ngại nói lời chê? Kim Duyên sẽ khắc phục phần lỗi này như thế nào và Hồ Henie sẽ truyền đạt bài học hay bí quyết gì để giúp Kim Duyên có phần trình diễn catwalk được tốt hơn? Câu trả lời sẽ có trong tập 4 Road to Miss Universe 2021, chính thức phát sóng lúc 20 giờ thứ Sáu ngày 12 tháng 11 2021, độc quyền trên fanpage Việt Nam Road to Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.